Chào các bạn, trong video này có một bạn hỏi mình trên Facebook yêu cầu mình hướng dẫn cái cách mà các bạn vẽ được cái một cái mạch điện tử từ cái bo nguồn led driver. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó, hoặc là những cái bạn nào mà chưa biết về vẽ mạch điện tử thì cái cách trình tự các bước làm để mà các bạn thực hiện được. Nói chung mà khi bạn làm bất kỳ cái gì á, như các bạn đi ngoài đường hoặc là các bạn làm cái gì á, các bạn cần phải bản đồ hoặc cái sơ đồ nha các bạn. Thì mình dựa vào cái đó mình có thể phân tích mạch, hoặc là mình có thể tìm được cái định hướng mà các bạn có thể sửa chữa được từng ban bệnh của cái bộ, như một cái các bạn sửa đèn led có cái bộ nguồn led driver hoặc là các mạch điện tử khác. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ mạch điện tử từ cái bo nguồn led driver rạng đông trước. Thứ nhất á, các bạn đi trình tự từng bước. Đây là cái bo nguồn led driver nha các bạn. Các bạn chú ý quan sát các bạn. Cái bước thứ nhất là các bạn phải nhìn quan sát bo mạch. Có nghĩa là sao? Nè, các bạn nhìn nè, quan sát nè. Như cái bo này á, là cái bo hai lớp nha các bạn. Nó có hai mặt hai bên nha các bạn. Là hai lớp mạch in. Cái lớp mạch in là gì? Chính là cái đường mạch này à. Đường cái đường nối dây nè các bạn. Có thể là các bạn là bo màu xanh, cái này bo màu vàng ha. Còn những cái bo thông thường các bạn thấy là bo sao thông thường này các bạn. Đây nè, mấy cái đường mạch như vậy nè. Đây là cái đường mạch in nha các bạn. Đường di động quá. Ở đây là cái bo hai lớp ha, tại vì có hai mặt. Bình thường á chỉ là cái bo một lớp thôi, là thấy có một mặt thôi. Còn mấy cái bo này bo hai lớp nha các bạn. Còn đối với những bo phức tạp hơn á là sẽ có 7-8 lớp nha các bạn. Có khi mười mấy lớp lần. Giống như cái bo điện thoại di động hay máy vi tính á. Nói chung cái bo mà có nhiều chức năng á thì mà linh kiện nó tích hợp càng nhiều á thì đa phần á là cái lớp bo đó từ 5 lớp trở lên nha. Còn đối với những bo đơn giản như này nè là bo hai lớp. Mấy đường mạch này là một lớp nha các bạn. Thì thứ nhất á, ở đây là các bạn nhìn và các bạn quan sát cái bo mạch cho mình. Coi cái bo này thứ nhất là cái bo có mấy lớp nha các bạn. Còn tiếp theo á, các bạn nhìn vào cái sơ đồ thực tế nè. Nhà sơ đồ này, sơ đồ mạch nè, mạch thực tế là sơ đồ đấu dây của nó. Rồi các bạn đi từ cái bước này, các bạn vẽ ra cái mạch, một cái mạch. Mạch nói chung là mạch cơ bản thôi. Rồi về sau các bạn chỉnh nhờ cái mạch này nè. Các bạn chỉnh sửa lại, các bạn vẽ ra một cái sơ đồ nguyên lý mà bất kỳ ai có thể nhìn vô được các bạn. Nói chung là cái này á là phải các bạn vẽ tiêu chuẩn quốc tế luôn. Các bạn nhìn vẽ lên mặt đó, có thể các bạn học điện tử hoặc là mấy cái bạn mà ở nước ngoài á, người ta có thể nhìn vô được. Nói chung là cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn quốc tế rồi. Thì các bạn từ đây các bạn vẽ được cái sơ đồ nguyên lý của nó nha. Hoặc là các bạn có thể design thiết kế trên máy vi tính nè, bằng những cái phần mềm điện tử chuyên dụng như cái phần mềm AutoCAD đó, là nó chuyên thiết kế vẽ mặt trên máy vi tính đó. Thì đây có một số lưu ý mà các bạn cần phải quan tâm đến. Thứ nhất á, các bạn phải có kiến thức. Các bạn phải lên trên mạng các bạn đọc hiểu nè, các bạn phải đọc sách tham khảo nè, hoặc là các bạn lên trên mạng tìm hiểu cái mấy linh kiện tụ trở IC bao nhiêu như thế nào á. Hoặc những cái IC mà các bạn mà không biết cái sơ đồ chân của nó hay là cái thông số của nó thì các bạn cứ lên mạng các bạn Google, các bạn search ra datasheet là các bạn biết được nhiều thông số nó cái nhà sản xuất á nó sẽ cung cấp cho các bạn. Còn vấn đề thứ hai là các bạn phải biết cái tên linh kiện nha, cái tên linh kiện, rồi cái loại linh kiện như tụ trở diode là mấy con linh kiện đơn giản như trên mạch nè. Các bạn phải nhìn biết linh kiện cái hình dáng linh kiện như thế nào. Như đây là cái con mấy con tụ nè các bạn. Còn ở đây á, các bạn nhìn thấy hao hao nha. Cái này các bạn đo chân á, đây là cái cuộn dây nha các bạn. Hoặc là có thể là biến áp xung. Thì các bạn nhìn vô các bạn chưa mừng tượng được, các bạn mới nhìn sơ bộ thôi. Và sau các bạn đo đạt, các bạn xác định được là cái đây là cuộn dây hoặc là biến áp xung ha. Rồi mới có tụ chở nè, điện chở nè, điện chở cầu chì ha. Còn mấy điện chở dán nè các bạn. Nói chung là các bạn học, các bạn tìm hiểu trên mạng, các bạn đọc sách, rồi các bạn xác định được là cái con linh kiện này là
cái con gì nha các bạn. Rồi mấy con như mấy con này nè, cầu diốt nè, rồi mấy con IC dao động nè. Nói chung các bạn cứ học học từ từ, hàng ngày các bạn tích lũy hàng ngày á, thì sẽ các bạn có kiến thức để mà các bạn vẽ mặt được. Còn vấn đề quan trọng kế tiếp của mình đó, mình nói về cái vẽ sơ đồ mạch nha. Các bạn nên vẽ ở nhà, các bạn tập vẽ, các bạn vẽ từ dễ tới khó. Các bạn vẽ, tập dễ cái vẽ trước, dễ trước, rồi sau đó các bạn vẽ lên những cái mạch khó. Nếu mà các bạn muốn nghiên cứu về cái cách vẽ mạch, rồi các bạn sửa banh bệnh này, các bạn nghiên cứu chuyên sâu á. Rồi tiếp theo đây mình sẽ demo cho các bạn cách mà các bạn vẽ được một cái mặt bao nguồn LED driver này nha. Từ đơn giản trước nha, đây là bao nguồn LED driver của cái đèn tiếp LED T8 rạng đông 18W nha, 220V. Các bạn cũng chuẩn bị một giấy, một cái viết nha. Ở đây các bạn sử dụng cho mình một cái đồng hồ. Ở đây mình dùng một cái đồng hồ số nha. Các bạn chỉnh cái thang đo đo thông mạch đó, đo chuông nè, biểu tượng chuông nè. Rồi khi mà các bạn làm như vậy, các bạn khi mà các bạn chụp mạch đó thì nó sẽ báo chuông nha, báo chuông và đồng hồ báo điện trở. Rồi các bạn bắt đầu là tiến hành nhìn quan sát mạch. Mình đi bước thứ nhất nha các bạn. Các bạn nhìn và quan sát bao mạch, và bao mạch hai lớp nè. Đây nè, các bạn nhìn cái chân không? Nó có ký hiệu là chữ LN nè các bạn. LN hay là là chân AC ngõ vào ha. Cái chân, một chân á, nó sẽ nối vào, các bạn nhìn cái quan sát đây nè, nó sẽ hàng vào cái một cái cầu diốt. Một chân nè của cái con IC 4 chân này nè, rồi một chân của nó nối vào cái con điện trở. Đây là điện trở cầu chì nha các bạn. Thì từ đây á, hãy vẽ ra cái gì. Đây các bạn vẽ ra được một chân, nó nối vào điện trở cầu chì đi, R cầu chì nè, điện trở cầu chì. Thì một chân á, nó nối một cái con IC 4 chân nha. Nối một chân đi. Đây là các bạn. Các bạn nhìn trên mặt á, nó thấy nè, cái con này nè, nó nối con điện trở cầu chì. Rồi một chân mạch đó thì nó có con IC 4 chân. Rồi một chân của cái con điện trở này, rồi các bạn lấy cái que đo, các bạn thử dò thử coi. Nó nối với IC 4 chân này không? Các bạn thấy không? Khi mà các bạn đo thông mạch á, nó scale, thì một chân cái con điện trở này á, nó sẽ nối vào cái chân của IC 4 chân này. Thì trên mạch á, các bạn cứ vẽ là vẽ từ đây, là tiếp theo là các bạn vẽ nối đây. Các bạn khoan quan sát nha, các bạn cứ đợi vẽ sơ bộ cái này IC, các bạn ghi IC 4 chân đi, rồi hai chân ra, hai chân IC ra của nó. Đây hai chân này các bạn. Các bạn nhìn thấy bo mạch in không? Nó sẽ nối vào một chân tụ nha. Đồng thời các bạn quan sát nè, trên đây nè, nó có dấu cộng dấu trừ. Tụi cái này hơi không có ký hiệu điện tử, các bạn nhìn thấy quan sát dấu cộng dấu trừ. Ở đây là dấu chữ trừ nha các bạn. Rồi, dấu trừ bên đây á, cái mạch nào nó nối với tụ nha.
thì ở dưới đây á mình sẽ ký hiệu dấu trừ đây, nó nói với tụ một con tụ. Đây là dấu trừ nha các bạn, dấu trừ của cái cực âm. Đây là dấu trừ của ISA luôn nha các bạn. Thì trong cái ISA nó ghi dấu trừ. Bình thường cái dấu trừ là mát, nơi mát hết thì mình sẽ ký hiệu là mát ở đây nè, đất nè, nó đất nè các bạn. Rồi cực chân này, chân chiều, chân dương ở trên của ISA ha. Đây là chân dương. Thì các bạn tiếp tục các bạn dò coi cái chân dương này nó nối với đâu. Đây là chân dương nha các bạn. Rồi các bạn dò coi con tụ á. Đây chân dương. Đây là chân dương của tụ nha các bạn. Đây là con dương. Rồi có nối với đầu không? Nối với một đầu cái con diode nè các bạn. D nè, nó ký hiệu D1 nè các bạn. Đây con diode D1 ha. Đồng thời nó nối luôn với cái tụ luôn nè, cái tụ C2 nè. Đây tụ C2. Nối chung với con điện trở E. Đây cái con có một con điện trở dán. Đây điện trở dán R1 luôn các bạn. Nói chung luôn nè. Rồi, từ đây mình có thể vẽ mạch nha các bạn. Các bạn vẽ nói chung là vẽ lần lượt thôi. Ở đây á, các bạn có thể vẽ là cái con tụ C1 đi. Nối tụ dương tụ C1 nè. Một đầu cái tụ C1 á là cực âm của nó là nối mát luôn nha. Tụ C1. Rồi cái tụ C1 này á, hôm nay mình xác định á là nó mắc song song với cái tụ C2. Đây nó mình mắc song song với tụ C2 luôn. Rồi cái tụ C2 này cũng là cái một cái đường nè các bạn. Nó nối với một cái con diode nha. Diode D1. Đồng thời nó nối luôn với một cái con điện trở. Điện trở trên mặt đó nó ký hiệu là điện trở R1 ha. R1. Đây trên mặt tớ của nó nè các bạn. Tại vì cái tụ C1 á, nó có hai cực, cực âm cực dương. Thì chân đây á, dương á, thì nó nối dương nè, dương của IC nè. Nó sẽ nối xuống với C1 nè, C1 là mát nha các bạn. Âm nó nối mát. Một chân nó nối D1. Đây chân D1 nè, diode nè. Rồi, nó nối với dương của cái tụ C2. Rồi chân này nó mắc mấy con điện trở R1. Rồi tiếp theo đây á, các bạn tiếp tục dò cái con D1 này á, nó sẽ đi đâu. Một đầu á, đầu đây nè, nó nối với dương của cái IC rồi. Bạn khoan biết cái con này á chính là cái con diode chỉnh lưu ha, hay cái cầu diode á. Thì các bạn nói chung là các bạn mới tập vẽ mặt thôi, các bạn không biết. Các bạn thấy cái khối này nè là cái con IC đại đi. Các bạn không quan tâm gì hết, các bạn nói cái con này con IC. Rồi khi mà các bạn dò mặt xong á, các bạn đọc qua sách tài liệu tham khảo rồi các bạn biết là cái con này chính là cái con cầu chỉnh lưu ha. Thay thế cho bốn con diode có chỉnh lưu á nha các bạn. Đúng, chỉnh lưu mà nó mắc theo dạng cầu á, là cầu diode á. Thì tiếp tục các bạn dò cái con R1 này á, nó một chân R1 này nó nối với đâu. Đây cái con R1 nè các bạn tiếp tục các bạn dò ha.
hôm nãy là các bạn nó nối vào một chân của nó, nối vào cái đường đường dương rồi. Còn một chân á, chân còn lại nè, nối đâu? Khi mà các bạn là đo mạch á, các bạn nhìn cái quan sát cái mặt đường mạch in nhanh nó chạy đến đâu nha các bạn. Thì cái chân này nào ạ? Các bạn đo đây nè. Nó chạy đến đây nha các bạn. Rồi nó có chạy đến phần dưa, phần âm của cái tụ này không? Rồi, từ đây các bạn có thể một đầu nó nối với B cộng rồi. Cái đường này các bạn tạm coi là đường B cộng hay đường ngù của nó nè. B cộng nè. Một đầu thì các bạn nó nối với một cái đầu âm của tụ nha các bạn, âm tụ C2. Và nó nối vào cuộn dây. Đó, thấy không? Nè, cái con điện trở một đầu chân này nó nối với cái âm của tụ C2, cái này âm nha. Cộng trừ nè. Cộng trừ. Nối với âm tụ C2 và đồng thời nó nối một cái cuộn dây. Rồi cuộn dây các bạn nhìn nè. Tại vì cái đây là cuộn dây chứ không phải là cái biến áp xung nha các bạn. Tại vì hai chân nó đấu vào nhau quá. Cái bên sơ cấp bên thứ cấp luôn, các bạn tạm gọi sơ cấp thứ cấp. Nhưng mà thực tế là các bạn đo tổng trở thì nó sẽ lên. Các bạn thấy không? Tổng trở nó vẫn có nha các bạn. À. Như vậy đây á, là cuộn dây nha các bạn, nó khoảng là 7-8 ohm gì á. Rồi từ đây á, một đầu cuộn dây này á, các bạn dò ngược lại. Rồi, một đầu cuộn dây này đi đâu? Các bạn nhìn đường mạch nè. Nó nối với cái con IC này nè các bạn. Nó nối với chân 5, chân 6 nha các bạn. Các bạn nhìn, các bạn quan sát cái con IC này, dấu chấm là chân số 1 ha. Ở đây có một cái dấu chấm. Cái dấu chấm nè các bạn. Các bạn dò ngược, quay ngược chiều kim đồng hồ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nè các bạn để dấu chấm đây nè. Thì đây mình sẽ vẽ một cái con IC ha. Đây là cái con IC của nó nha các bạn, IC 8 chân đi. IC nè. Các bạn không biết cái IC nó tên gì nha các bạn, thì các bạn nhìn vô mặt. Nào 1, 2 nè. 8 chân ha. Thì trên đây thấy các bạn nhìn vô đường mạch là các bạn thấy rồi. À, chân 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6 nè. Thì chân 5, chân 6 nó nối với cái cuộn dây này nha các bạn. Thì mình sẽ nối. Đây là mình nối dây, mình nối đây. Mình vẽ một đường mạch đây nè. Đây chân 5, chân 6 ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục quan sát cho mình. Đây là các bạn. Chân số 1, số 2, số 3. Đây là chân số 3, 1, 2, 3. Số 3 là không có mạch nha các bạn. Đường không có mạch, mất kết nối nha. Và chân số 4, chân 5, 6. Chân số 7 của nó là mất luôn nha các bạn. Không có xung số 7, nó bị khuyết số 7. Thì cái chân số 7 á, mình sẽ không nốt vô, mà không chú thích vô. Cái chân số 3 của nó là no connect nha các bạn. NC là bỏ luôn ha. NC nè. Đây chân số 8 của nó. Đây, chân số 3. 1, 2, 3, 4. Đây, chân số 3 không kết nối nha. Chân số 8, chân số 7 khuyết luôn, bỏ, mình bỏ không ghi nha. Rồi bây giờ từ cái IC này mình dò ra đây. Cái chân số 8 nó nối với đâu? Đây các bạn nhìn thấy đường mạch không? Chân số 8 nó nối với hai con điện trở này nha.
thì các bạn có thể dò. Nếu các bạn không muốn an tâm thì các bạn dò đi, các bạn chích một chân nha, chích chân coi yên chở cái nè, chích chân nha. Rồi một que thì các bạn để chân số 8 nha, một que chích trên đầu con điện chở mới điện chở dán nè. Các bạn thấy tiếng kêu không? Đó mình là có hai điện chở mắc song song nhau nha các bạn, nó nối vào hai điện chở này, hai đầu này, hai đầu này nói chung với nhau. Rồi còn hai con điện chở này không biết có nối chung với song song với nhau không, rồi rõ ràng nói chung nha các bạn, nó chạm luôn nha. Rồi như vậy á là cái chân số 8 của mình nè các bạn. Ở đây nó các bạn sẽ nối, thấy nối vào hai con điện chở ha, hai điện chở nó song song với nhau. Mà hai điện chở nối chung với nhau luôn. Còn hai đầu này á các bạn dò tiếp. Hai cái chân này á nó nối đâu? Rồi nó nối với chân âm nha các bạn, nối mát luôn nha. Cái chân âm của con IC cầu đi ốc chỉnh lưu nè. Đó các bạn nối xuống mát luôn. Rồi và là xong nha các bạn. 8 nè, 5, 6 nè, 7 nè, bỏ nè. Chân số 4 nè, 1, 2, 3. Chân số 3 không kết nối nè, chân số 1. Rồi tiếp tục các bạn dò cái chân số 1 IC nó nói đâu. Đây chân số 1. Rồi nối mát luôn nha các bạn, chân số 1 nối mát ha. Rồi tiếp theo các bạn dò chân số 2 coi nó nói không. Rồi cái chân số 2 để trống luôn, nó không nối mát. Chỉ số 1 nó mát thôi. Đây các bạn nốt vô cái chân số 1 nó mát luôn. Còn chân số 4 này IC nói đâu? Đây là chân số 4 nè các bạn. Các bạn dò ha. À, nó kêu đây nè. Rồi nó nói lên B cộng luôn các bạn, cái đường B cộng á, B cộng là cái điện áp mà sau chỉnh lưu á. Ở chân số 4 của nó nè, nối B cộng ha. Rồi đây là đường B cộng nha các bạn. Thì các bạn có thể câu đây nè, các bạn nối đây nè. Cái đường này là các bạn hạ xuống ha. Bật ra đây. Các bạn kéo xuống cái là nó nối về chữ số 4. Nào, nó câu đây nè các bạn. Nối vào đường B cộng ha. Là tương đối gần đầy đủ nha các bạn. Cái đây là cái đường AC, AC 220V ngõ ra vào AC nè. 220V. Nó qua con điện chở cầu chì để bảo vệ. Rồi nó qua cái con này là con cầu diốt ha. Rồi còn cái con một cái con diốt D1 này nối như thế nào? Một đầu nó nối B cộng, một đầu nó có phải là các bạn tiếp tục các bạn dò. Các bạn nhìn được mặt in nè các bạn. Cái đường mặt đinh này á, các bạn nhìn thấy không, nó nối vào một chân, cái chân của cái cuộn dây này, mà cái cuộn dây này nó nối với chân 5 chân 6 luôn. Còn các bạn muốn chính xác á thì các bạn cứ đo, các bạn kẹp cái chân 5 chân 6 vô cho mình, tại vì nó đi theo đường mặt đinh á. Này chân 5 chân 6 đây nè, bạn lấy qua đâu chích rồi các bạn chích vô một cái chân còn lại của cái diode này.
thấy thông hoạch không? Nó kêu nè. Đó, vậy là đây là cái một cái chân con diode này nó nối đây nè bạn. Nó nối về cái điểm như này, nó nối về chân 5/6 ha. Rồi như vậy là chúng ta đã cơ bản đã vẽ hoàn thành xong một cái sơ đồ thực tế, trên thực tế nha các bạn, cái sơ đồ đấu dây ha. Đây là cái những cái sơ đồ đấu dây thực tế của nó, bao từ bao mạch. Đây như các bạn nhìn thấy linh kiện nè. Ở đây cái chân số 2 của nó là không kết nối nha các bạn, cái chân thứ 2 bỏ trống luôn nha. Tùy đo không có tổng trở. Thì các bạn nhìn thấy chân số 1 nè. Số 1 nối mát. Các bạn nhìn tiếng như các bạn quan sát cái linh kiện nó đã còn hay thiếu hả? Cái con điện trở này có rồi, đây là các bạn dò con điện trở, cầu chì có rồi. Rồi. Cái con chỉnh lưu cầu có rồi luôn. Đi xe 4 chân nè các bạn. Rồi tiếp theo á là các bạn có tụ xe 1 nè, đây tụ xe 1 ha, có rồi. Rồi hai con điện trở này. Đây nè, có rồi luôn. Đi xe có rồi. Tiếp theo các bạn dò cuộn dây mình cũng có. Diode có luôn. Tụ xe 2. Còn đây là cái con điện trở R1 nha các bạn. Đây là xong hết ha. Như vậy là linh kiện của mình nó không sót con nào á, là như vậy là ổn rồi nha. Và cơ bản. Rồi còn đối với bộ nguồn led driver này á, các bạn quan sát cho mình phải có đỡ ngõ ra của nó cung cấp điện áp cho cái bộ nguồn led driver này. Các bạn quan sát thấy không? Cái chữ nào V cộng V trừ nè. Rồi V cộng V trừ nó nối đâu? Đây là V trừ nha các bạn, V cộng đây nè. Đây hai chân này ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục cái dò. Cái con V trừ nè các bạn. Rồi, V trừ này á nó sẽ nối với cái trừ của cái tụ C2. Rồi, còn V cộng á nó nối như thế nào? Liệu có mấy cặp đây nè. Rồi nó nối với cộng với tụ C2 đúng không ạ? Có nghĩa là cái V cộng V trừ nó sẽ lấy ra từ cái tụ C2. Cái V cộng V trừ này chính là cái điện áp mà cung cấp cho một cái dãy led của mình ha. Cái dãy led mấy chục con led đó. Đây là cái tụ C2 nha các bạn. Thì mắc song song với R1. Thì cái ở đây là V cộng V trừ nè. V cộng nè. Ở đây V trừ. Rồi ở đây là các bạn có thể mắc nguyên dãy led nha các bạn. Đây là V cộng V trừ ha. Cái này nguyên một dãy led là một cái thanh led như thế này nè các bạn. Đây nè, nguyên dãy led như thế này ha. Thì đây là cái điện áp mà cung cấp cho cái toàn bộ chip led trong cái đầu bóng đèn nó hoạt động. Như vậy đây á, là từ cái sơ đồ trên bo mạch nè, mình có vẽ ra một cái sơ đồ thực tế từ đầu dây của nó nha các bạn. Và từ sơ đồ này á, các bạn có thể chỉnh sửa lại một xíu ha. Như các bạn đọc tên cái linh kiện các bạn... Ở đây á, cần thiết là các bạn có một cái kính lúp cho mình. Nếu các bạn nào tin mắt các bạn có thể để ý quan sát ha. Các bạn điền cái giá trị. Đây là mấy cái thông số của tụ nè các bạn. Giống như cái tụ C1 của nó là 400V nè, 4.7mm nè. Bốn phẩy bảy mi 400V.
Có tụ tụ C2 đi. C2 của mình là 2,2400V. Đó các bạn cái nốt chú thích nè. Rồi cái con bốn chân này nó có mã số gì á các bạn ghi ra nha. Tại vì cái này diode cầu chỉnh lưu á. Rồi tiếp theo đây á các bạn đọc giá trị của cái con mấy con điện trở này, tại vì linh kiện nó nhỏ khá nhỏ á, các bạn cần cái kính lúp ha. Học kính hiển vi điện tử á. Thế đây mình lấy sơ bộ mình kiểm tra thôi. Rồi mình dò được nha các bạn. Ở con điện trở này nó ghi là 334 ha. Nè, mình soi được cái con này 334 nha các bạn. Giá trị nó ghi là 334 thì các bạn cứ ghi ở đây là 334. Rồi tiếp theo đây á các bạn dò cái con IC, cái quan trọng nhất là cái con IC dao động nè. Coi cái mã số nó bao nhiêu thì các bạn ghi vô ha. Các bạn lấy kính hiển vi các bạn hay kính lúp á các bạn rò vô mới thấy gì thì dễ thấy nha các bạn. Mình xem được cái mã số của con IC này là BB2866 ha. Đã, các bạn đọc trên đây nè. Nó có cái mã số. Rồi tiếp theo đây mình sẽ ghi cái chú thích cái con IC này là mã số là BB nè, 2866. Như vậy các bạn xem như vậy là đã xong rồi nha các bạn. Đây là cái sơ đồ đấu dây của nó. Thì từ sơ đồ này mình chỉnh sửa một chút xíu là nó ra cái sơ đồ nguyên lý nha các bạn. Như cái con IC nè. Con này đi ốc cầu chỉnh lưu thì các bạn thay bằng 4 con đi ốc thường cũng được. Rồi cái con IC này các bạn không cần phải vẽ chi tiết bên trong mạch của nó là như thế nào. Nó có gồm như linh kiện gì như chân CS hay gì á. Thì các bạn cứ vẽ nguyên cái sơ đồ này cho mình ha. Đây, sau đây mình sẽ chỉnh sửa một chút xíu thôi, nó ra cái sơ đồ nguyên lý của nó nha. Đây cầu chì, điện trở cầu chì thì các bạn ký hiệu khác. Ở đây mình vẽ cái con diode cầu chỉnh lưu này trước nha. Là bốn cấu tạo bên trong là 4 con diode nha các bạn. Rồi ở đây nó có hai chân ha, một chân AC đây nè, hai chân AC đây nè. Đây là sơ bộ của nó nha. Rồi tiếp theo đây á, ở đây nó, các bạn nhìn thấy không, nó có thì nó hai chân ngõ vào á, đây nè nó nối nè, nó qua một con điện trở cầu chì nha các bạn. Thì các bạn có thể vẽ cái cầu chì đây hoặc vẽ cầu chì đây, vẽ 220V nó vô nha. Các bạn nối cầu chì đây nè. AC. Thấy không? Nói chung mình chỉnh sửa lại chút xíu cho nó gọn lại là ok. Rồi tiếp theo đây á, cái đầu này dương, đầu này âm nha các bạn. Cái cầu diode á, đầu trên này dương nó B cộng nha. Thì nó sẽ nối vào cái con tụ C1. Thì các bạn vẽ một cái tụ C1 đây. Đây tụ C1 nha các bạn. Có giá trị, mình ghi giá trị của nó luôn là 4,7 mi, 1,400V.
4,7mm 400V. Đây các bạn ghi chú ghi note cụ thể nha, như thế này cho mình luôn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ vẽ cái con IC này nha các bạn. IC 8 chân thì các bạn vẽ bình thường thôi. Đây mình có nốt. Rồi tiếp đây các bạn tiếp tục vẽ đi. Cái chân số 4 là chân số 4 của nó là nó nối vào cái đường bơ cộng nè. Thì mình xoay như thế này. Đây là IC ha, chân số 1 dấu chấm nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Trên đây là cái đường bơ cộng của nó. Đây chân số 4 nha. 3 nè, 2 nè, 1 nè. Chân số 4 cong lên bê cộng. Chân số 1 nối mát luôn. Mình nối mát luôn nha các bạn, mình nối chung cái này đây. Số 2, số 3 là nó bỏ trống nha các bạn. Nó không xài ha, số 7 cũng bỏ luôn nha. Rồi chân số 5, số 6 nối chung với nhau. Trên đây là số 5, số 6 nè. Năm nè, sáu nè, bảy nè, chân tám. Đây chân số 8 của nó. Chân số 8 nó sẽ nối vào hai con đường chở nha bạn, rồi nối mát luôn. Rồi các bạn mắc hai đường chở đây nè. Đây là hai đường chở nha. Chân số 8. Nói chung là từ cái sơ đồ này các bạn chỉnh sửa một xíu là nó ra ha. Rồi chân 5, chân 6 á, chân số 7 bỏ. Chân 5, chân 6 thì nó sẽ nối vào cái một cái con diode D1. Đây là từ đây nè. Các bạn dựa vào đây nha. 5, 6 nối với con diode D1. Cái chân này là chân anốt D1 nha các bạn. Anốt là chân dương ha, cathode là chân âm. Đây. Đây là con D1. Thì ở đây á nó sẽ nối vô nối chung với cuộn dây. Và cuộn dây á nó có hai chân. Thì một chân nó nối vào cái chân 5 chân 6, một chân nó nối vào cái tụ một chân âm của tụ C2. Thì các bạn chú thích luôn. Đây là D1 nè. Ở đây là cuộn dây nha các bạn. Âm của tụ C2. Cái tụ C2 này dương của nó, nó sẽ nối vào bơ cộng luôn nha. Đây tụ C2 ha. VL1 ha. Đây các bạn thấy, nhìn thấy gọn không? L1 nè. Đây cũng VL1. Nó nối với âm của tụ C2. Còn dương của tụ C2 nó sẽ nối vào bơ cộng. Cộng trừ đây nè. Đây đường bơ cộng ha. Còn cái đây là cái con điện chở R1334. Nó mắc song song tụ C2. Đồng thời nó mắc chung với một cái dãy led này, thì các bạn có thể vẽ sơ luôn nha. Đây nó mắc với con điện chở R334 nè, 334. Điện chở R1.
Rồi sau đây các bạn vẽ nguyên dãy led này luôn. Âm nè, âm của này là nó nối chung luôn. Rồi các bạn thấy không? Đây chính xác là cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của một cái bo mạch điện tử nha bạn. Mà ở đây mình demo là cái bo mạch của cái nguồn led driver rạng đông. Từ sơ đồ thực tế nè. Rồi các bạn nhìn dựa vào sơ đồ thực tế các bạn vẽ y hệt như vậy. Là cung dây nè các bạn, cung dây VCC V trừ luôn nha, nó nối này nè, cái nó nối dây luôn nha, đó, nó nối chung hết cái con điện trở R1 334 ha. Rồi bạn có thể từ đây á, các bạn có thể vẽ ra một cái file dùng cái phần mềm chuyên dùng như AutoCAD á, các bạn vẽ ra mặt điện tử rồi thiết kế trên máy vi tính cũng được, hoặc là các bạn có thể lấy tờ giấy này các bạn có thể nghiên cứu tìm ra cái bản bệnh, hoặc là có thể vẽ được cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của nó luôn. Đây là cái sơ đồ nguyên lý ha. Đây là các bạn dùng để cho các bạn mà muốn phân tích chuyên sâu, sửa chữa, hoặc là các bạn nghiên cứu ban đó. Và đây là cái điều những bước cơ bản. Ở đây mình demo bằng cái mạch đơn giản thôi. Còn những mạch phức tạp á, hoặc các bạn cứ muốn nghiên cứu các bạn cứ tập vẽ, vẽ dần dần á là nói chung nó lên level, lên tay nghề liền. Thì từ những mạch đơn giản này các bạn có thể vẽ được những mạch phức tạp hơn ha. Rồi và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn vẽ được cái mạch sơ đồ nguyên lý từ một cái bo mạch mà rồi các bạn chưa biết về cái sơ đồ của nó nha. Các bạn dựa vào những cái bước như mình đã trình bày phía trên này là từ đó các bạn vẽ được những cái mạch như thế này. Cái mạch như thế này là rất dễ nha. Các bạn có thể mấy cái ai mà gửi file các bạn nhìn dân điện tử các bạn nhìn vô là các bạn biết được là nó cái sơ đồ đối với dây hoặc là cái cách mà thiết kế cái mạch như thế nào nha. Rồi và là video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.